Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua mới nhất về tại cửa em. Dòng xe đua Carbon Tropic Milan. Đây một mẫu xe cực kỳ hot tại cửa em. Vẫn được sử dụng một bộ group, full group của 105 và cặp vành Shimano các bác nhé. Và rất là cao cấp. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Với chiếc xe có tông màu chủ đạo, tông màu trắng. Và điểm nhấn là những sơn màu ghi. Em đánh giá đây là một màu xe đẹp nhất của dòng Tropic Milan. Màu trắng xám. Với bộ khung rất là hầm hố. Khung dẹp. Không khí động học quá nhé. Khung dẹp cho các bác xé gió. Đây là hình thức em phân lướt qua các bác đánh giá. Có một vài vết răm, sức răm nhỏ không đáng kể, không ảnh hưởng chất lượng của xe. Tropic Milan các bác nhé, em đã review rất nhiều chiếc xe này rồi. Đấy, một mẫu xe đua carbon bán hot nhất tại lượng em, bán rất là nhiều. Khung carbon, với khung carbon và toàn thể tổng thể chiếc xe này em đánh giá chỉ rơi vào tầm 8, hơn 8 cân một chút thôi. Khung rất là đẹp. Và đường đi rèm sườn các bác nhé, rèm sườn. Phóng yên của carbon. Đề yên. Xe được trang bị bộ vành cặp của Shimano RS Shimano và mayo của Shimano luôn. Với 11 thùng lít và grip còn rất là tốt các bác nhé. Và củ đèn của 105. Với chiếc xe Tropic Milan này thì full bộ grip của 105 từ đùi đĩa, gạt đĩa, phanh và tay lắc các bác nhé, đều là của 105 full grip. Đi cùng với xe là càng carbon của Tropic, nguyên zin theo xe. Cốt là ghi đông, nguyên zin của hãng, zin của Tropic. Và chữ T là biểu tượng của hãng đó nhé. Xe được trang bị bộ tay lắc của 105, tay lắc cao cấp với 11 tốc độ và 2 tốc độ bên đĩa. Cho các bác là 22 tốc độ thay đổi phanh trước của 105. Đây là bánh trước của Shimano và mayo của Shimano luôn các bác nhé. RS11. Trên xe có rất nhiều trên vành xe đầy đủ tem mã của hãng Shimano. Và thông số vành lốp là 700 × 25C, vành 700 bản lốp 25C. Rất là thông dụng của dòng xe đua. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đến của xe.
xe có chiều cao cũng đứng là 48. Ngang là 51 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vào chiếc xe này. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động với 11 tầng lít lên lít với full bộ group của 115 thì chuyển động của xe rất là êm quá nhé, xuống lít chuyển động rất là êm. Phía tay phải một đùi đĩa 2 tầng của 115 xuống đĩa lên đĩa. Rất là ngoan. Máy của Shimano, vành của Shimano luôn. Rất là đẹp, xe này rất là chất lượng. Hôm em vừa đánh giá trong chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp, chiếc xe đua carbon Trophic Villa. Chiếc xe được trang bị full group của 115 và bộ vành tập của Shimano. Xe được bán tại mức giá là 18.800.000. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác trở nét tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Nhấn YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhấn chút chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại đây. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.